Nhiều người đã chờ đợi cuộc đấu trí ngày hôm nay giữa Lee Park Hang-seo và ông Shin Tae-yong. Trọng tài đã nổi còi để mở đầu cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia. Một cầu thủ cũng đã chơi rất hay trong trận đấu lượt đi. Văn Thanh thi đấu chết ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thanh, như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Ở bảng G là cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Đường chuyền của Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Và phải chăng đây sẽ là bất ngờ đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra từ quả đá phạt góc của Quang Hải. Sút xa! Rất có ý đồ. Đó thực sự là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia. Phạt lỗi rồi. Tất nhiên là phải có một quả đá phạt và hơi tiếc là nó vẫn chưa phải trong khu vực 16m50, nhưng không sao. Đây vẫn là một thời cơ cho chúng ta. Những tình huống đá phạt góc như của Quang Hải mà chúng ta vừa được thấy và sau đó là một cú dứt điểm là điều mà Quang Hải và Văn Quyết đã không ít lần thực hiện trong áo câu lạc bộ Hà Nội. Một cú vô lê cực kỳ đẹp mắt. Quả đá của Tuấn Anh. Quá hay. Tại UE năm 2016, Tuấn Anh đã từng tạo nên một siêu phẩm tại giải U23 châu Á. Tiếp tục là một cơ hội khác từ vị trí cố định của Quang Hải. Mới là phút thứ 7 của trận đấu. Quang Hải rất nguy hiểm. Tình huống chạm bóng rất đa dạng ở ta. Lần này là một quả đá phạt bóng đi sệt. Và đến với vị trí của Tiến Linh. Bóng lên chân của Quang Hải. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải. Và nói về những cú sút xa thì có lẽ chúng ta cũng nên khai thác ở trận đấu này. Quang Hải tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc với chúng ta. Quá hay. Và lại là Quang Hải với quả đá phạt góc của mình. Nguyễn Ngọc Hải. Lại là Tuấn Anh. Cũng là một tình huống phối hợp tôi nghĩ rằng đã được tập luyện. Một quả bóng hướng về cột xa của Quang Hải và Nguyễn Ngọc Hải thay vì dứt điểm thì chuyền bóng ngược lại cho Tuấn Anh, vốn sút xa rất tốt. Trong những pha phối hợp đã được rèn kỹ của đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh bị phạm lỗi. Lợi thế cho chúng ta. Có lẽ cần phải có thẻ vàng dành cho đội tuyển Indonesia với những pha phạm lỗi liên tục như thế này. Các thế hệ đội tuyển Indonesia khác nhau luôn tạo ra ám ảnh bởi những pha phạm lỗi rất quyết liệt. Chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Satria. Đánh đâu? Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước Yemen, Quang Hải đã tạo ra một bàn thắng tuyệt vời với một cú đá phạt ở ngoài khu vực 16m50. Tất nhiên khoảng cách của quả đá phạt này là xa hơn rất nhiều so với khi anh tạo nên sự bùng nổ trước Yemen. Nhưng nó vẫn là một cơ hội cho chúng ta. Cú đá của Quang Hải. Chiếc thẻ vàng dành cho số 19 của đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu tiêu tốn rất nhiều năng lượng của các cầu thủ Việt Nam. Ở pha bóng vừa rồi thì một lần nữa chúng ta thấy Văn Toàn mang áo số 9 cũng đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Vào bóng dữ dằn của những cầu thủ trẻ Indonesia. Rất hay. Quá hay. Hay.
Nhịp bóng đầu tiên không được như ý. Tuấn Anh. Phan Văn Đức đã di chuyển khi Tuấn Anh bắt đầu thực hiện đường chuyền. Bên cánh trái là Hồng Duy, còn bên cánh phải là Quang Hải. Quang Hải. Phan Văn Đức. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Quang Hải. Khi lại có thêm lợi thế sân nhà. Tiến Linh. Quang Hải về quả bóng quá hay. Những kỹ năng như của một cầu thủ phút san. Đường chuyền của Tiến Linh. Có không ít những tình huống ở trong quãng thời gian cuối hiệp 1 này mà đội tuyển Việt Nam thi đấu rất thoải mái và không phải nhận những sự đeo bám rát như trước nữa. Quang Hải phản công. Chính xác, Văn Toàn. Khoảng trống trước mặt của Văn Toàn. Đối mặt với Risky. Văn Toàn. Sút bóng. Quả đá của Hải. Vẫn là phương án cũ. Đường chuyền của Quang Hải. Văn Toàn. Rất nỗ lực. Quang Hải. Quang Hải. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ vào sân đều có trình độ tương đương. Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn. Rất hay. Quang Hải. Sút bóng. Vào. Tuyệt vời Quang Hải. Tuyệt vời Quang Hải. Sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa không thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo không thể để lại những dấu ấn nhất định. Lúc này trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Thái Lan đang có tỷ số là 2-1. Đội tuyển Thái Lan vừa gỡ một bàn với pha lập công của Muenta. Xuân Trường. Xuân Trường ngay lập tức có phong độ cao khi vào sân. Anh không mất nhiều thời gian để thích nghi với những diễn biến và cả lối chơi rắn của đối thủ. Cầu Phương. Những sự cố gắng đến từ phía cầu thủ của Indonesia. Park Hang-seo cho rằng đó phải là một tình huống đáng nhận thẻ phạt của cầu thủ Indonesia. Nhưng cũng giống như nhiều tình huống ở hiệp 1, không có thẻ vàng nào cả. Quế Ngọc Hải. Quang Hải. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đứng ở ngoài đường biên và chỉ đạo rất to các cầu thủ ở trên sân. Và tiếng còi man cuộc đã vang lên. Một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia. Và chúng ta thấy là nhiều cầu thủ của Indonesia đã đổ gục xuống. Xin được chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo với một trận đấu quả cảm, chặt chẽ, đẳng cấp và thành công.